Mệt chưa? Ăn chân nó mỏi chân nha. Ủa, tôi vẫn đẹp rồi, nó quay TikTok nhiều mới lên nó đẹp. What the fuck? Trời ơi, chân anh sạch đơ anh. Hết cả hộp luôn anh. Đấy. Nít chồng chị á em qua nít chị đẹp em. À, muốn về. Chứ sao, con tình của người ta mà. Sao nick của anh không được số tài khoản của em? Thôi à. Sao nick của anh không được số tài khoản của em? Anh muốn rút ra nữa anh lấy tiền riêng đúng không? Cài vô bình thường hả? Cài được không? À đúng á. Em đứng thối rồi đỡ quay anh biết em. Sao? Mỗi ngày mỗi tụi bạn thôi khác uống nha. Bạn thôi khác uống nha. Đây đây bạn, tới đây uống. Chị Trang gửi cho em mấy cái video phân đoạn kiểu như là không. Chị gửi cho em mấy cái video mà quay phân đoạn của cái làm dầu gạo quá. Với lại chị có cái đoạn video nào mà tích cái chất dầu gạo ra tay không? Chị ta em nhớ để em ghép vô lòng tiếng á. Em mới nhận được dầu gạo chị gửi đâu nha. Con chồng uống mà hay nhậu. Ừ. Không, ông cũng hay nhậu chứ. Đâu? Không uống, hồi đợt vô nhà ông lắm. Ông dẫn đi anh đi vô nhà hàng, anh đi sao? Em không có chút gì gian đây, chắc phải